về East West Brewing Company á, là mình muốn share với Việt Nam một cái cách mà thưởng thức bia hoàn toàn là khác biệt, tập trung vào cái chất lượng của cái bia của mình. Phần mà bia thủ công á, nó rất là mới ở châu Á luôn chứ không phải là ở Việt Nam. Cho nên mình phải cần một cái người nào mà rất là chuyên môn về cái loại bia này. Yeah, I think the idea is to take some influence from the rest of the world, but to make something organically Vietnamese here, to make something that is that Vietnam can be proud of. Mình cũng không muốn thay đổi cái văn hóa của Việt Nam, nhưng mà mình muốn giới thiệu thêm một cái văn hóa khác. I wanted to see this happen somewhere else besides the US, and to happen in Southeast Asia is fantastic. The Vietnamese people deserve better beer. Talking with Steve and Locke and Sean and Chum, they had an idea for bringing something unique. This adventure and this creating a culture here in Vietnam that really isn't here. Seeing that kind of start and being a part of a start of that culture is really cool and really an amazing idea. Anyone in the world like think Vietnam can make really good beer, like inspire me, like I want to tell the world like Vietnam can make really good beer. Làm cái nhà máy là khoảng 2 năm từ cái ngày mà bắt đầu tới cái ngày mà hình thành. Cái xây dựng của cái này thì nó khoảng 8 tháng, gần tới 1 năm để mình hình thành được. Từ bắt đầu mà phá vỡ cái mấy cái nhà cũ tới bây giờ nó ra một cái nhà máy. Were there any challenges during construction? Yes. Cut. No. Về phần khó khăn của xây này, hình như ngày nào cũng gặp một cái thử thách mới và ngày nào cũng gặp một cái khó khăn mới. You know, there's challenges everywhere with construction anywhere, but in an entirely new industry, it is incredibly difficult to jump some hurdles and do some cartwheels to make something like this happen here in downtown, you know, in a giant city. Really anywhere is incredibly challenging. People don't need to travel around. No, you don't need to travel. You just come stay here. Just come here. Come to Saigon, that's all you need.